nhan hồng quý vị. Trời có cái chùa có cây nhan hồng nè. Thầy Phật Thích Ca có cây chuông không vậy? Thầy Phật Thích Ca có mỏi không? Không có đúng không? Bề trên không có tích cây nhan. Bây giờ có những lúc mà con đang ở ngoài biển, con đang trên núi đang đi bộ lên hai kinh, lỡ như con gặp nạn gì á, nó mô như Phật nhán đầu có phải đi kiếm cây nhan đốt hay không? Phải. Lúc đó mấy con phải làm gì? Mấy con vứt cọng cỏ hay là ví dụ mình đang ngồi đây không có gì hết, chỉ cần cái cây nó nhỏ này cũng được, cũng tượng trưng cây nhan để mà có cái lòng hồng thờ thầm thờ tín tôn sùng cũng được đó, chứ không phải nhất thiết cây nhan. Nhưng ngược lại cây nhan nó tẩy được trượt. Trượt có nghĩa là ví dụ như người của mình có con rật quân nó vừa đầu thai do làm người, nó hồi rình mấy vị cần có cây nhan để cho tẩy cái mùi rật quân vậy đó. Nhưng như mỗi lần mà tụ tập trong hội trường ấy, tụ bay đốt trầm hương vậy đó, thì những vị Phật Bồ Tát cái họ chỉ sợ cái mùi thôi, ngoài ra cái mùi không có gì hết. Thì nó có cái hiệu lực trong thế giới vô hình là tẩy trượt cái nhang của mình. Còn thế giới hữu hình của mình á, bây giờ ở Việt Nam á, tôi thấy thích cười á, nhiều lúc mà cười bể bụng á, làm cái nhang giả mà đây nè, bằng cái cây này luôn. Cái bà đó bà cầm á, cái cây nhang còn cao hơn bà cả thước, nó nghĩ là cây nhang bự là Phật chứ. Ê, không nên coi Việt Nam làm gì á, có không? Mà thấy là cái nhang là gì? Cháu ơi, mà thấy cầm cái nhang đó là bằng cái cột đèn nó đốt một cái, cả làng nó bị ung thư phổi hết. Đấy, thôi à, đâu có tác dụng vậy đâu. Cười, những chuyện buồn cười đó, chúng ta vô minh mỹ, cực kỳ vô minh. Nói hoài không nói chung, siêu mù, đúng chân nó siêu mù.